Thánh Linh xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Chào mừng quý Phật tử và các bạn đã đến với chương trình Tết Cổ Truyền Giải Đáp Thắc Mắc. Và người sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc đó chính là cô Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cốc Vàng tập tu Lục Hòa. Con xin kính chào cô ạ và con cảm ơn cô đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ngày hôm nay. Kính thưa cô, một năm cũ lại sắp qua đi và năm mới lại đến. Con chắc hẳn là ai cũng mong muốn một năm mới có được nhiều bình an và may mắn. Và một trong những câu hỏi được gửi đến cho cô ngày hôm nay đó chính là nên làm gì trong 3 ngày Tết để được may mắn và bình an. Con xin phép được đọc câu hỏi ạ. Con thưa cô, trong năm mới con có thể làm gì để được một năm may mắn và bình an ạ? Con xin kính mời cô trả lời. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Đúng là sang năm mới thì ai cũng mong muốn là mình có một năm nó thay đổi, khác với cái năm cũ đi. Mà thực ra cái năm cũ vừa rồi thì không phải mỗi người đâu mà số đông, gần như là toàn bộ nhân dân trên thế giới cũng gặp những điều gọi là xui xẻo về dịch bệnh chung. Và năm mới, năm nay ai ai cũng muốn có những cái đổi mới để cho mình được hạnh phúc. Thì đây là một cái mong cầu rất là chính đáng và ai ai cũng muốn như vậy. Thế cho nên là để làm sao cho mình có một cái năm mới nó tốt đẹp hơn, đó là một cái mong muốn lớn nhất của mỗi người mong muốn sang cái năm mới này. Thì với cái quan điểm của đạo Phật thì có được những cái mong muốn thành công hay không thì đạo Phật nói là có. Tức là mình có thể làm để cho những mong muốn của mình nó đạt được cái sự thành công. Thì hôm nay Tâm Chiếu Hoàn Quán chia sẻ với các quý đạo hữu cũng như là chia sẻ với lại Khánh Ninh về cái làm sao để cho mình có được một cái năm mới tốt đẹp hơn năm cũ và luôn luôn có những điều tốt đẹp hơn những cái cũ mà mình đang có. Thì kính thưa các quý đạo hữu, Đức Phật dạy thế này này: buổi sáng khởi niệm an lành thì sáng được an lành, buổi trưa khởi niệm an lành thì buổi chiều được an lành, buổi chiều khởi niệm an lành thì buổi tối được an lành. Và Đức Phật còn dạy là trước khi đi ngủ cũng nên khởi niệm an lành để đến đêm chúng ta có được một giấc ngủ an lành. Thế cho nên là quan điểm của đạo Phật là ý dẫn đầu các pháp. Cho nên nếu như chúng ta thay đổi được cái ý của chúng ta ngay trong hiện tại, chúng ta làm cho cái suy nghĩ trong hiện tại của chúng ta nó theo chiều hướng thiện, theo chiều hướng tích cực, thì chúng ta sẽ có được cái sự thay đổi. Ví dụ như là chúng ta có cái định nghiệp trong quá khứ khiến cho hôm nay chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề này. Thế chúng ta có thể thay đổi cái định nghiệp nhân quả quá khứ bằng cách ngay trong giây phút hiện tại chúng ta sẽ tư duy tích cực lên. Đấy, đấy là lời Phật dạy. Thì chúng ta sẽ thay đổi được cái nghiệp quả của quá khứ kia. Bởi vì với quan điểm của đạo Phật ấy là chúng ta luôn luôn bị sự chi phối của nhân quả của chính mình, của chính mình. Ví dụ như là ngay giây phút mà Khánh Ninh hỏi cô ấy thì nó đã thuộc về quá khứ so với cái câu trả lời của cô rồi. Thế cho nên quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại ảnh hưởng tới vị lai, và chính hiện tại nó sẽ là quá khứ. Tức là luôn luôn hiện tại nó là quá khứ. Vì thế cho nên cái quá khứ này nó luôn luôn ảnh hưởng tới tương lai. Đấy, chúng ta phải giác ngộ được lời dạy của Đức Phật quá khứ, tức là không phải kiếp quá khứ, mà quá khứ có thể ngay cái câu nói trước và câu nói sau. Đấy, quá khứ như thế. Và chúng ta luôn luôn thay đổi quá khứ bằng cách là làm chủ hiện tại, tư duy hiện tại theo chiều hướng tích cực. Ví dụ, cô có thể nói một câu gì đó nhỡ lời với Khánh Linh, làm cho Khánh Linh buồn, Khánh Linh giận cô, thì cái câu nói đấy của cô thuộc về quá khứ. Thì ngay trong hiện tại cô phải tư duy làm sao đó theo hướng tích cực, tức là phải xin lỗi hoặc phải làm hòa với Khánh Linh. Đấy, thì chúng ta sẽ có được một cái tiếp theo rất là tốt đẹp. Thế vì thế cho nên chúng ta nắm bắt được cái sự vận hành của nhân quả.
Tức là chúng ta phải nắm bắt được cái sự vận hành của nhân quả và chúng ta mới bắt đầu biết làm chủ nhân quả bằng cách chuyển hóa cái nhân quả quá khứ. Đấy. Cũng như vậy thì 3 ngày Tết chúng ta nói là bắt đầu của một năm. Cho nên chúng ta phải có kế hoạch, chúng ta phải có kế hoạch để chúng ta làm sao đó có thể mở ra một năm mới nó tốt đẹp hơn cho chúng ta, thì chúng ta vận dụng vào cái kiến thức lời Phật dạy này. Thế thì cái gốc của cái hạnh phúc là do thiện nhân quả nó mang lại cho chúng ta. Ví dụ chúng ta phải gieo nhân thiện thì chúng ta sẽ có cái quả báo thiện. Thế thì đầu tiên là chúng ta phải khởi ý là năm mới này chúng ta phải làm được nhiều việc phúc để cho chúng ta có được cái quả phúc thiện. Đấy, đầu tiên là chúng ta phải khởi ý như thế. Thế thì trong 3 ngày Tết thì những chúng ta sẽ tư duy trong 3 ngày Tết chúng ta sẽ làm gì để cho chúng ta có thể có phúc. Thứ nhất là đối với tổ tiên, chúng ta phải biết cúng lễ, vì đó là người sinh ra cha mẹ mình, ra ông bà mình rồi mới có mình, thì đây nó gọi là hiếu với tổ tiên. Thế thì đối với việc cúng lễ là chúng ta phải chăm chuyên cúng lễ. Dù mình biết rằng có thể là người mất này đã siêu thoát rồi hoặc đã đi tái sinh rồi, nhưng tâm mình hướng về họ. Và Đức Phật cũng dạy rằng không một dòng tộc nào có cái một hiện tượng xảy ra, đó là trong cả dòng tộc của mình lại không còn có ai ở trong cõi vong linh. Đấy là bài kinh cúng linh trong Tạng Kinh Nguyên Thủy mà Đức Phật dạy, là không có hiện tượng đó xảy ra. Tức là trong một dòng tộc thì bao giờ cũng có gia tiên tiền tổ vẫn còn trong cõi vong linh ngạ quỷ. Cho nên Đức Phật phải dạy mình là phải cúng cho người đã mất. Đấy. Thế thì trong 3 ngày Tết này, đầu tiên mình phải nhớ tới cái gốc của hiếu thuận. Đó là mình có thể là hiếu với cha mẹ mình, nhưng cha mẹ mình thì cái hiếu nó lại chưa được nhiều lắm, bởi vì còn người đẻ ra cha mẹ mình là ai? Là ông bà. Rồi người đẻ ra ông bà mình là ai? Cho nên mình phải dùng cái tâm là hiếu với tổ tiên. Thì mình có thể là có những ai đó mà trong tổ tiên của chúng ta còn trong cõi vong linh, thì mình có thể đại vì con của người đó mà cúng cho người đó. Ví dụ nhé, ông bà sinh ra cha mẹ, thế nhưng mà cha mẹ bận đi công việc rồi, nhưng mà còn có cháu nấu cơm dâng cho ông bà. Thế thì đây cũng thế, ví dụ các cụ nhà mình có cụ nào còn trong cõi vong linh, nhưng mà con của cụ lại đi đầu thai ở cõi khác rồi, thế thì mình là gọi là chắt chút chít cái gì đấy, không còn từ để gọi nữa, thì mình có thể dâng cúng. Thì đó cũng là cái hiếu thuận thay cho những cái lớp người ở trên nếu đã đi tái sinh rồi. Thế thì cái này mình phải hiểu được, tức là mình cúng với cái tâm hiểu như thế, chứ không phải mỗi cái tâm cúng là cúng để cầu các cụ phù hộ thì không đúng với lại hiếu đâu, mà cúng với cái tâm hiếu thuận, một cái tâm dâng hiến, thì chúng ta mới thực sự có được cái phúc hiếu. Đấy nhá, chứ không phải là hôm nay nhá, nhà mình gặp chuyện không may đâu, đi mua cúng cái gì cho các cụ để các cụ phù hộ. Như thế nó vẫn là thể là con cái đòi hỏi cha mẹ. Thì cái mà giống như chúng ta ở đời đấy, hôm nay thiếu cái gì đi về xin bố mẹ đi, thì như thế cũng chưa phải thật là hiếu. Đấy, cho nên chỉ có giác ngộ thì mới có được cái hiếu thuận chân thật. Thì việc đó là chúng ta phải hiếu thuận. Thế thì đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến việc không phải chỉ mới đến 3 ngày Tết, mà trước Tết phải đi sắm sửa đấy, để vật thực, để lên kế hoạch cúng đủ cho các cụ từ lúc tất niên cho tới giao thừa, cho tới 3 ngày Tết. Muốn bận cái gì thì bận, cũng phải là cúng lễ cho các cụ. Đó. Thế thì đến phần thứ hai thì chúng ta mới tìm hiểu đến là cúng lễ thế nào cho các cụ để cho các cụ thọ dụng được, để cho các cụ có thể được ăn uống, có thể các cụ được hạnh phúc. Thì đấy mới thật là tâm hiếu, chứ không phải là cúng qua loa. Ví dụ như mình có người mẹ già, mình chẳng xem là mẹ mình thích ăn món gì, chẳng xem là mẹ mình ăn cái gì cho có sức khỏe. Thế mình đi mua, mình chỉ thấy cái gì ngon mình mua về để mình ăn rồi mình cho cha mẹ mình ăn, thì cái đấy nó không thật là tâm hiếu. Vì thế cho nên là có nhiều người có suy nghĩ là
Thôi cứ mua về đi để trước cúng các cụ sau thì ăn. Cái đấy chẳng qua là chỉ vì mình mà cúng chứ chưa phải là vì các cụ để cúng đâu. Đấy, thế thì với lời Phật dạy ấy, thì Đức Phật có dạy là các vong linh ấy, thì họ thọ được đồ ăn của mình nhưng nên cúng đồ ăn thanh tịnh, đồ ăn chay. Đấy, đó là lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng. Và các kinh thì Đức Phật có dạy rằng ở đâu có sát sinh thì chư Phật không có đến. Đấy, thế thì nên cúng đồ ăn chay cho các cụ. Và một phần nữa Đức Phật dạy, đấy là phần tối yếu quan trọng, là muốn cho những người mất được hạnh phúc thì gia đình phải biết tác lễ cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho các cụ, thì các cụ được phúc. Đấy, thế thì đầu tiên là mình phải đi tìm hiểu xem là mình thực hành hạnh hiếu thế nào. Thế thì khi mình thực hành hạnh hiếu được như vậy thì mình mới nghĩ đến này, cúng như vậy, thế rồi thì mang đi cúng chùa. Mang đi cúng chùa thì có thể bằng tịnh tài, có thể bằng tịnh vật. Mình mua một quả, một bông hoa, tùy theo cái hoàn cảnh kinh tế của mình, mình mang lên mình cúng chùa. Đấy. Nhưng mà nhớ mua quả cúng chùa thì phải để lại chùa, chứ lại mua quả cúng chùa rồi lại mang về. Đấy, gọi là cúng dường Tam Bảo. Mình không biết là chùa có thọ dụng hay không, đấy là tâm của mình. Có thể cái quả cúng chùa ấy, rồi các thầy lại mang đi để cho mọi người đến chùa ăn. Đấy, thế nhưng mà cái tâm của mình cúng chùa để mình hồi hướng cho các cụ. Đấy, thì đó gọi là đầu tiên là mình khởi niệm thanh tịnh, đó là khởi cái niệm hiếu đối với tổ tiên. Thì cái đấy nó khiến cho mình được phúc. Thứ nữa là mình phải khởi cái niệm hiếu đối với cha mẹ hiện tiền nếu có. Thế thì nếu những ai đã có gia đình thì phải biết sắm đồ để mang về với bố mẹ, chung với bố mẹ cúng lễ tổ tiên, rồi mua quà cho bố mẹ, manh quần tấm áo, góp chung tiền với bố mẹ để cho bố mẹ ăn Tết, để cho bố mẹ làm cỗ để cho anh em hội tụ về ăn. Thì đấy là hiếu thuận với cha mẹ, làm cho cha mẹ vui vẻ về phần sắm về tài vật. Còn một phần nữa là anh em trong nhà phải hòa thuận với nhau để cho cha mẹ vui lòng. Đấy, hòa thuận với nhau cho cha mẹ vui lòng. Thì mình là chị thì mình phải nói với cha mẹ về tâm của mình quan tâm đến em. Thế thì tự nhiên bố mẹ thấy rằng con mình trưởng thành, thế là bố mẹ yên tâm. Chứ còn nếu mình là chị, mình là anh mà mình lại về mình chạnh chọe với các em, thế thì bố mẹ sẽ buồn. Thế thì mình không có cái phúc. Đấy, thì đấy là cái phúc hiếu kể đối với người mất và đối với người sống. Thế còn đối với lại họ hàng cô bác, họ hàng cô bác cũng là người thân. Thế thì đối với những gia đình nào, người thân nào mình đáng phải mang lễ đến thì mình mang lễ đến. Đối với người thân nào mà chỉ cần đến chúc Tết, đến hỏi thăm thì mình lên kế hoạch trước. Đấy, cái lên kế hoạch gọi là khởi ý đấy. Lên kế hoạch trước, ví dụ Tết năm nay này là phải đi đến nhà ai chúc Tết này, thì cái đấy nó sinh ra phúc báo cho mình. Thế rồi đến với các cái mối quan hệ xã hội, ví dụ như là trong cơ quan, cái người này là cái người trưởng, người ta lo cho mình có công ăn việc làm, mình phải biết đến chúc Tết, mình phải biết đến có quà, quà nó là tấm lòng, mình phải có, thì cái đấy nó mới gọi là tình nghĩa đồng nghiệp, thì nó phải có cái tâm ơn ở trong đấy. Đôi khi mình quên cái đấy, mình lại bảo chứ Tết đến rồi đấy, lại sắp sửa vì đi Tết xếp đây đấy, thì cái đấy nó cũng làm tổn cái tâm ơn của mình, nó cũng không sinh ra phúc. Cho nên mình dù ít dù nhiều cũng là đến hỏi thăm, có quà một chút. Còn nếu như nhà nước mà quy định không cho quà thì đến chơi, đấy là lời hỏi thăm. Thì đấy là cái tâm của mình, mình phải chuẩn bị cái tâm thái đối với những người có ơn đối với mình, với những người mà họ có thể bảo bọc cho mình, lo cho mình được trong cái công việc, thì mình phải có ơn như thế thì tự nhiên nó có phúc. Mình cứ nói tự nhiên sếp quý mình, nhưng mà có người đến cho quà sếp nhưng sếp lại không quý. Còn có những người đôi khi quà rất ít mà cái tâm họ lại quý hơn. Thế là chính là do cái mình hiểu được cái nhân quả từ cái tâm chân thật. Tâm giác ngộ thì có chân thật, thế cho nên mình giác ngộ đấy là cái ơn. Thế thì mình đến mình hỏi thăm đối với sếp, đối với lại các cái nhân viên, những cái bạn đồng nghiệp đã giúp cho mình trong một năm qua, rồi có phúc thì cùng hưởng, có họa cùng chịu.
những người làm ăn đồng nghiệp với mình đấy. Thế thì mình sẽ tạo thêm cái mối thân tình. Đấy, thì đó là cái tình đồng nghiệp với nhau. Thế còn nếu như mình đã là cha là mẹ thì mình phải lo cho con cái. Đấy, mình phải định hướng xong là sang năm mới này mình sẽ dạy con cái mình bằng cách nào. Mình sẽ giúp cho nó đi đến thân cận với những người thiện lành. Đấy nhá, đầu tiên muốn dạy con cái được ấy, chưa phải là cái việc mà lo cho nó làm thế nào cho nó ra tiền. Bởi vì đồng tiền người ta có thể tìm được bằng rất là nhiều cách. Bằng cách vô đạo đức, bằng cách mà khiến cho người con cái mình phải vào tù, khiến cho con cái mình phải đi tranh giành đánh nhau mất mạng sống, khiến cho anh em trong nhà nó sát phạt lẫn nhau. Cho nên đối với cha mẹ thì cái việc đầu tiên tư duy đến là mình phải tư duy dạy cho con cái mình đạo đức. Thế thì muốn dạy cho con cái mình đạo đức thì mình sẽ nói về ân nghĩa để cho con mình cùng đi chúc Tết với mình một số nơi. Còn những cái chỗ nào con mình không đi được thì mình bảo thôi con đi, còn chỗ này là cần phải đi vì thế này vì thế kia. Rồi sau này các con lớn các con cũng có mối quan hệ, như vậy các con cũng phải dạy con của các con, như vậy nó mới có hiếu nghĩa. Thế thì phải đi chúc Tết cùng với bố mẹ một số nơi. Thế còn số nơi nào thì bố mẹ sẽ đi. Xong sau đó thì sẽ tạo duyên cho con mình đi chơi, hỏi thăm nếu đã lớn thì hỏi thăm sếp, hỏi thăm đồng nghiệp, hỏi thăm những người đã dạy dỗ mình, như là những người dạy mình đạo đức. Nếu mà ai là Phật tử thì phải bảo đi đến thăm sư trưởng, đi thăm chư tăng. Thế rồi con mình mà có thời gian bảo đến thăm những người thầy cô giáo mà con mình đã dạy dỗ con mình, mà giúp cho con mình trưởng thành. Còn một số thầy cô giáo nào đó có thể đi được thì con nên chọn một số thầy cô giáo để đi, đến hỏi thăm. Thế rồi sau đó rồi mới đến các cái mối quan hệ bạn bè. Đấy, thì khi dạy được con như thế thì tự là con nó sẽ có ý thức về, nó có cái ấn tượng thế này, ấn tượng về cha mẹ mình là người có lề lép, cha mẹ mình là người quý trọng đạo đức. Cho nên mỗi khi con mình nó nhớ tới mình, nó không nhớ về tài vật mình cho nó, mà nó nhớ tới nền đạo đức. Và cái đó sẽ giúp cho các cháu nó sẽ dạy dỗ lại các con nó sau này. Thế là mình có thể giữ được cho mình một cái gia phong đạo đức trong gia đình rất là tốt, khiến cho dòng tộc của mình, gia đình của mình có thể thịnh vượng lâu dài. Đấy, chứ không phải là chỉ là một cái Tết. Đấy là những cái kế hoạch 3 ngày Tết mà chúng ta cần phải làm. Và sau đó thì chúng ta cứ thế tiến hành, mùng 1 thì sẽ chia đến đi đâu, mùng 2 đi đâu, mùng 3 đi đâu, làm những gì. Thì đấy là những cái kế hoạch trong 3 ngày Tết. Cô chia sẻ về phần là, thứ nhất là cha mẹ phải khởi ý thanh tịnh, hướng tới những cái đức. Bởi vì các cụ cũng có cái câu thế này, làm phúc trước khi làm giàu. Bởi vì nếu không có phúc thì không giàu được. Mà nếu chúng ta không có phúc, chúng ta cứ tính, chúng ta cứ đi vay tiền để làm ăn, thì cái tiền đấy nó sẽ thất bại, nó sẽ phá đi mất thôi. Cho nên rất nhiều người không nghĩ đến vấn đề này, luôn luôn chỉ nghĩ đến vấn đề là mình đi vay tiền, mình đầu tư cái này, đầu tư cái kia, mà quên đi yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công đó. Nó là 99% của sự thành công, nó chính là cái phúc của mình đã tích lũy được, có hay chưa. Mà chỉ nghĩ đến việc làm thôi thì đôi khi mình sẽ bị làm cái quá khả năng của mình, quá cái phúc của mình và đi đến thất bại. Thì với cô thì là 3 ngày Tết chúng ta nghĩ đến việc tích phúc, chứ còn đừng nghĩ đến việc thế này. Ở nhà thì tuyệt đối là thôi bây giờ là Tết này là phải mua này 3 con gà nhé, giết này 3 con gà cất vào tủ lạnh này, rồi mua mấy cân mực khô nhá, rồi mua mấy cân chả mực nhá, rồi lần này rủ cái ngày đến ăn lẩu nhá, rủ, tức là toàn nghĩ đến sát sinh thôi, không nghĩ được một tí đạo đức nào. Thế rồi đôi khi mà bố mẹ vẫn còn có ông bà, nhưng mà đối với các con thì bảo thôi chúng mày bận rồi không phải đi thăm ông bà đâu, bố mẹ đi là được rồi. Thế là làm cho con mình nó có cái tư tưởng đó, thế là nó mất phúc, rất là mất phúc. Mà đã mất phúc rồi thì năm mới này không làm ăn gì được nữa rồi. Rồi mình phải dặn con cái mình là các con sang năm mới, sang năm tới này này mà làm ăn được ấy thì phải nghĩ đến ông bà. Thế cô vẫn nói với con cô ấy, từ giờ đến Tết là phải sắp cho mẹ một ngày để mẹ về thắp hương các cụ ở quê. Thế rồi mẹ còn mỗi một bà cô thôi, không còn ai cả, còn mỗi một bà cô, mẹ phải về để thăm cô một lần, chúc Tết cô.
rồi con có quà gì thì con sắp cho bà, vì là bố mẹ của mẹ mất hết rồi, mẹ chỉ còn mỗi một mình cô là cô ruột thôi, thế cho nên con có ít có nhiều thì con phải sắp quà để mẹ mang về mẹ biếu cho bà. Đấy, tức là cái chúng ta muốn cho con mình có phúc thì mình phải nên một cái chương trình để cho con mình được được làm những cái việc phúc lợi thế. Thế rồi cũng phải dặn các con là mẹ thì đi tu, cho nên là cái việc trong quan hệ họ hàng mẹ không có làm được nhiều nữa, mẹ cũng không có tiền để làm việc đó. Thế thì các con phải thỉnh thoảng, dù ít dù nhiều mình không có thì về quê hỏi thăm. Các cụ thì chưa phải quý đồng tiền, nhưng quý cái tâm. Thì như thế thì nó có cái yêu thương gắn kết trong gia đình, và như thế nó mới có phúc. Đấy, tức là mình phải dự định cho con mình như thế, và phải bảo là ngày nào các con phải đi chùa, Tết 30 nên lên chùa đón xuân, cầu phúc cho cả gia đình. Đấy, thế rồi mùng 1, mùng 2, mùng 3 đi chúc Tết gia đình, lúc nào về chùa được thì về. Đấy, tức là mình phải luôn luôn có một cái kiến thức, đó là phúc báo. Có phúc thì làm được tất cả. Trên các cụ nói là có phúc dư sức mà ăn, không có phúc cái bát sức không có mà ăn. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm rất thực tế. Cho nên là chúng ta phải nghĩ đến chuyện tích phúc, chứ đừng chỉ bàn với con đến việc đi chơi. Có nhiều gia đình thì nói là Tết nay đi du lịch thôi, đi du lịch nước ngoài. Nhưng thực chất ra cái việc đi du lịch nước ngoài nó là cái ham thích thôi, là do thấy mình có mấy ngày nghỉ trên cả nhà đi. Thế thì mình nghĩ đến tổ tiên thì ai chăm sóc? Ví dụ đi chùa thì được, đi chùa để thỉnh thỉnh các cụ về chùa. Thế rồi thì chúng ta tu tập, chúng ta làm các việc, chúng ta hồi hướng cho các cụ, thì đấy nó là yếu. Thế còn mình đi chơi thì các cụ ai cũng. Đấy, thế cho nên là mất phúc hay có phúc là do mình. Và năm mới này có tốt đẹp hay không thì một phần lớn là do mình khởi ý cho việc cả một năm trời mình nên làm gì. Thế và trong một năm trời đấy mình dự tính làm ăn, và mình cũng phải dự tính các kế hoạch làm phúc. Đấy, làm phúc thì mình phải có dự tính. Ví dụ mình phải có dự tính là về thời gian tu tập của mình này, về thời gian cúng dường này, về thời gian bố thí. Thì trong cái bố thí Đức Phật dạy, bố thí cho tổ tiên, cho những người đã mất, bố thí cúng dường cho cha mẹ, bố thí cho thân bằng quyến thuộc, anh em, bố thí cho bạn bè, bố thí cho chúng sinh. Đấy, Đức Phật dạy đấy là nguyên nhân của việc làm giàu. Đấy, thế mà Đức Phật cũng dạy luôn mình là một phần tài sản đó phải để đến việc cúng dường cho sa môn, tức là cúng dường Tam Bảo. Thì cái đấy là nguyên nhân của việc dẫn đến giàu có. Đấy, thế thì chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta phải người chăm chỉ thực hành lời Phật dạy, cứ khởi niệm an lành. Đấy là khởi niệm an lành, là khởi niệm làm phúc, thì mọi việc nó sẽ được an lành. Trong tu tập nữa thì đến năm mới rồi, nếu mà còn lỗi gì thì phải xin lỗi, rồi sám hối Phật cho nó thanh tịnh đi. Thế rồi chúng ta bước sang năm mới với các dự tính nó tốt đẹp hơn năm cũ. Mong muốn cho năm mới tốt đẹp hơn năm cũ thì chúng ta phải có dự tính khác đi so với năm cũ. Ví dụ Tết năm ngoái toàn là tính đến chuyện là sát sinh hại vật thôi, cho nên sát sinh thì quả báo nó bị bệnh tật, cho nên là chúng sinh luôn luôn cả thế giới này hầu như năm mới đều nghĩ đến việc sát sinh. Không phải đất nước Việt Nam mà đất nước nào cũng thế. Thế cho nên là cái dịch bệnh là nguyên nhân của nó là sát sinh nhiều. Trên năm mới là chúng ta phải lên kế hoạch hạn chế cái việc sát sinh, hạn chế đi. Thôi thì ăn chay nó đi một tí, phải không? Tức là đáng ra ấy, là Tết ấy, là 3 ngày Tết chúng ta toàn là lên kế hoạch là lẩu hải sản như, lẩu thú rừng như. Thôi chúng ta thêm một bữa là lẩu chay để cho hồi hướng cho thế giới được hòa bình. Cái điều đó rất là tốt, hồi hướng cho thế giới hết được dịch bệnh, và hồi hướng cho gia đình mình hết dịch bệnh. Thế thì không bị những cái dịch bệnh nó chi phối vào gia đình mình. Thì đây là cái chia sẻ của cô về cái kiến thức Phật pháp mà cô đã được học, đã được thực hành để đến với lại các quý đạo hữu và đến với tất cả những ai mà có mong muốn năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ,
mà không phải năm mới tốt đẹp hơn năm cũ nữa, mà ngày sau sẽ tốt đẹp hơn ngày trước trong cả cuộc đời này và nhiều cuộc đời sau, thì chúng ta phải thực hành như thế, bởi vì đây là lời Phật dạy. Nhé. Thì cô cũng chúc cho Khánh Linh cũng đạt được những cái điều hạnh phúc sau khi nghe cô chia sẻ như thế, và cũng trở thành một người con ngoan, hiếu thuận đối với cha mẹ trong năm mới. Và chúc các quý đạo hữu chúng ta một năm mới được an lành trong trí giác ngộ của chư Phật. Con xin tri ân những câu trả lời vừa rồi của cô ạ. Và qua việc cô giải đáp những thắc mắc như thế thì con nghĩ là không chỉ con mà còn rất nhiều người nữa có thể biết được cách làm thế nào để có cả một cuộc sống may mắn và bình an ạ. Con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, Khánh Linh mong rằng qua những chia sẻ vừa rồi của cô, quý Phật tử và các bạn sẽ biết nên làm gì trong 3 ngày Tết để có được một năm mới đầy may mắn và bình an. Khánh Linh xin kính chúc quý Phật tử và các bạn một năm mới cùng gia đình mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.